bạn đã tìm được trường tiểu học cho con của mình chưa? Các bạn có biết sự khác nhau giữa trường công, trường tư, trường chuẩn quốc gia, trường quốc tế ở Nhật như thế nào không? Hãy xem video này nhé! Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube Vi Hoa Chinh Phục Nhật Bản. Hiện nay, không ít ông bố và bà mẹ người Việt Nam đang nuôi con ở Nhật gặp khó khăn trong việc chọn trường cho con vào tiểu học. Vì thế, ở video lần này, Hoa sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân trong việc chọn trường cho con vào tiểu học bằng việc so sánh 4 loại trường tiểu học ở Nhật Bản. Các bạn hãy đón xem và chọn cho con của mình một cái ngôi trường thật là phù hợp nhé! Ở Nhật thì có 4 loại trường tiểu học các bạn nhé! Đầu tiên là trường công, hay còn gọi là Koritsu Shogakko. Thứ hai là trường quốc lập, gọi là trường điểm, trường chuẩn quốc gia, hay còn gọi là Kokuritsu Shogakko. Thứ ba là trường tư, những cái trường tư thục, hay còn gọi là Shiritsu Shogakko. Và thứ tư là trường quốc tế, những cái trường mà mang phong cách hơi hướng và chuẩn của nước ngoài, gọi là International School, hay người ta còn gọi là Inter School. Và hôm nay Hoa sẽ phân tích, so sánh những cái ưu điểm, nhược điểm của 4 cái loại trường này các bạn nhé. Đầu tiên là trường công. Trường công là một cái hệ thống trường học mà để chính phủ Nhật Bản họ phổ cập giáo dục. Vì thế cho nên trường công có ở khắp mọi nơi, rất gần với khu dân cư. Trường công có những ưu điểm như sau. Thứ nhất là rất gần nhà. Nếu mà con bạn học trường công, hay còn gọi là giống như kiểu Việt Nam mình gọi là trường làng ấy, thì bạn có thể chỉ cần mất khoảng 1-2 phút, 5 phút, 10 phút đưa con đi bộ đi học, chứ không phải đi xa, bởi vì trường công có ở khắp mọi nơi và sẽ phân theo khu vực địa lý nơi mà bạn sống. Cái ưu điểm thứ hai đó là học phí của trường công thì là miễn phí. Không những miễn phí về học phí mà còn miễn phí cả sách giáo khoa nữa. Bạn chỉ phải mất một số những cái chi phí rất là nhỏ về ăn uống hay là phụ phí rất là nhỏ thôi, hầu như là không đáng kể. Cái ưu điểm thứ ba nữa là vì trường công là một cái ngôi trường mà có cái chức năng là phổ cập giáo dục của chính phủ Nhật Bản. Vì vậy cho nên là không có thi đầu vào, và vì thế là con bạn sẽ vào được rất là dễ dàng, không phải chuẩn bị gì hết, cứ đủ tuổi là đi học thôi. Song song với đó thì trường công có rất là nhiều nhược điểm, và rất là nhiều người Nhật Bản mà quan tâm đến giáo dục của con cái không chọn trường công. Là thứ nhất là bởi vì trường không có kỳ thi đầu vào, thế cho nên là có cả trẻ em cũng hơi kém, có trẻ em ham chơi, ham nghịch, không ham học. Có những cái trẻ em mà nói chung là nó không được tuyển chọn ấy vào, vì thế cho nên nó rất là phong phú và đa dạng. Vì thế nếu mà như mà bạn muốn con của bạn học rất là chăm chỉ hoặc có một cái môi trường tốt xung quanh những người bạn tốt chẳng hạn ấy, thì trường công nó hơi bị hạn chế ở cái điểm này. Cái điểm thứ hai nữa là các cái giáo viên trường công ấy thì cũng chưa hẳn là những giáo viên giỏi, và thường các cái giáo viên trường công sẽ họ cứ công tác được vài năm có thể sẽ phải luân chuyển sang những cái khu vực khác. Vì thế cho nên là khó có cái giáo viên nào mà gắn bó được sâu sắc với một môi trường. Đây cũng là một cái nhược điểm của trường công. Tuy nhiên Hoa cũng lưu ý rằng ở Nhật có một số những cái trường công tốt, đặc biệt là Hoa sẽ nêu một số trường công tốt ở trong Tokyo các bạn nhé. Ví dụ như là ở quận Chuo này, quận Chuo-ku, Setagaya-ku, Meguro-ku, hay là Bunkyo-ku, Minato-ku. Một số những cái quận mà có thể nói là từ xưa đến nay là một cái quận mà có thể là giàu có hoặc là rất là ham học, hiếu học từ ngày xưa đến nay, có cái lịch sử lâu đời như vậy ý. Thì những cái trường công ở trong những cái khu vực quận này có một số trường công rất là nổi tiếng và cũng không thua kém gì trường quốc lập hay trường tư hay là bất cứ những cái trường nào khác. Thì để mà con bạn vào được cái trường công này ý, thì bạn phải sống ở cái khu vực được phân chia là học cái trường đó. Vì thế cho nên là rất nhiều bậc phụ huynh ý, người ta chuyển nhà vì con. Để mà mình vào được một cái trường công chuẩn thì họ chuyển nhà đến cái khu vực đó. Và vì thế cho nên cái giá nhà ở cái khu vực có những cái trường công giỏi ý, thì thường rất là cao, cao cao một cách ngất ngưỡng, và người ta thường là chỉ chuyển nhà đến đấy để có một cái hộ khẩu ở đấy để con được vào những cái trường công đó thôi. Đây cũng là một cái đặc thù rất là phổ biến ở trong một số cái khu vực của Tokyo. Thứ hai, Hoa sẽ nói về trường quốc lập, Kokuritsu Shogakko. Trường quốc lập ở Nhật ý, cũng là trường của nhà nước nhưng nó khác trường công. Trường quốc lập là trường mà được lập ra vì một cái chủ trương, vì một cái chính sách hay theo một cái quan điểm giáo dục phát triển nhân tài nào đó của nhà nước, của những trường đại học công của nhà nước. Vì thế cho nên trường quốc lập ý, thì ở Việt Nam mình có thể gọi nôm na là trường chuẩn quốc gia, trường điểm ý, thì nó có một cái level giáo dục rất là cao. Cao hơn hẳn các cái trường công, có một cái quan điểm về cái tư tưởng giáo dục rất là rõ ràng, rất là khác biệt. Và để mà vào được trường quốc lập ý, thì con bạn cần phải thi đầu vào. Vì thế cho nên là
trường quốc lập có những cái ưu điểm đó là con bạn được học trường chuẩn, con bạn được hưởng một nền giáo dục tốt. Và đặc biệt nữa là trường quốc lập thì vẫn là trường của nhà nước, vì thế cho nên là học phí thì cũng được miễn phí. Tuy nhiên là những cái phí khác, ví dụ như là phí đồng phục này hay là phí sách giáo khoa thì không được miễn, tuy nhiên là cũng không đáng kể đâu các bạn ạ. Trường quốc lập thì không có nhiều như các trường công. Chính vì vậy trường quốc lập có những cái nhược điểm như sau. Ví dụ như là ở xa nhà này. Nếu mà con bạn thi đỗ trường quốc lập thì có khi bạn phải chuyển nhà đến gần trường để con bạn có thể đi học dễ dàng hơn. Rồi thì trường quốc lập cũng có những cái kỳ thi khá là khó, đặc biệt là một số những cái trường mà nó trực thuộc một số cái trường đại học ở khu vực Tokyo thì cũng rất là khó. Vì vậy cho nên để mà con bạn thi được trường quốc lập thì bạn cũng phải xem xét các trường có cái việc tuyển chọn như thế nào, nộp hồ sơ rồi đưa con đi thi. Khi mà nghiên cứu và tìm hiểu về cái trường quốc lập ở Nhật Hoa cũng cảm thấy rất là hay. Hoa thấy cái kỳ thi đầu vào của những cái trường quốc lập có rất là nhiều kiểu, rất là phong phú. Ví dụ như là có thể thi một cái bài thi đầu vào cho bé, ví dụ như là thi cảm thụ âm nhạc này, thi kể chuyện này, cho bé vào một cái phòng đầy đồ chơi, xong rồi là các thầy cô sẽ xem bé chơi như thế nào, xem bé tương tác với bạn bè như thế nào, xem bé kể về một kỷ niệm của mình với gia đình như thế nào. Và có một số trường thì yêu cầu bé làm cái bài thi bằng giấy, ví dụ như là đếm số này, so sánh này, hay là thể hiện cái tư duy về trí nhớ và tư duy về những điều thưởng thức của mình. Họ thấy rằng các cái kỳ thi vào trường quốc lập của Nhật rất là đa dạng. Vì vậy nếu mà bạn cân nhắc cho con bạn vào trường quốc lập thì Hoa khuyên rằng các bạn hãy tìm hiểu kỹ những cái phương châm giáo dục, những cái yêu cầu về đầu vào của các cái trường để có thể chuẩn bị cho con thật là tốt. Hoa thấy là các cái bài thi rất là thú vị, rất là hay. Họ không đòi hỏi trẻ phải biết viết chữ hay là biết viết số đâu, mà họ đòi trẻ có một cái gọi là có một trí thông minh nhất định và có một cái sự hiểu về, đặc biệt là hiểu về thưởng thức về joshiki, ví dụ như là chơi xong phải biết cất đồ chơi này, phải biết chào hỏi này, phải biết gọi là thứ tự này, phải biết kỷ luật này. Thứ ba là trường tư, shiritsu shogakko. Trường tư thì như cái tên của nó các bạn biết rồi, đó là do tư nhân chứ không phải là do nhà nước mở ra. Vì vậy trường tư họ không phải là họ phổ cập giáo dục theo như cái tiêu chuẩn của quốc gia, mà là họ kinh doanh giáo dục và họ mang đến cái dịch vụ giáo dục như là một cái dịch vụ cao cấp. Chính vì vậy khi mà nghe cái định nghĩa như vậy là các bạn cũng có thể hiểu được rằng là các cái chuẩn của trường tư và các cái dịch vụ giáo dục của trường tư mang lại thì thường phần lớn là nó có khuynh hướng là hơn trường công rất là nhiều. Tuy nhiên là so với một số những cái trường quốc gia, trường chuẩn, trường điểm mà Kokuritsu Shogakko mà Hoa vừa nói thì nó có thể nó tương đương nhau hoặc nó hơn kém nhau một chút xíu tùy theo những cái trường tư mà bạn chọn. Thế thì đầu tiên cái ưu điểm của trường tư đó là cái chất lượng giáo dục khá là tốt, chất lượng thầy cô khá là tốt, và thường là những cái học sinh mà học trường tư thì thường cũng thuộc gia đình mà thuộc dạng trung lưu khá giả ở Nhật. Vì thế cho nên là con cái của họ cũng khá là những người mà ham học, chứ không có những cái đứa trẻ mà kiểu nó quá là ngỗ nghịch hoặc là có gia đình hoàn cảnh quá khó khăn chẳng hạn. Thì con bạn sẽ có một cái môi trường như vậy. Thì cái nhược điểm của trường tư sẽ là đầu tiên sẽ là không phải là học phí thấp, mà học phí gần như miễn phí, mà nó sẽ là học phí khá là cao. Tuy nhiên là nó sẽ dao động từ khoảng một tháng khoảng vài man, từ khoảng 5 man cho đến khoảng 10 man một tháng. Thường là học phí của trường tư nó cũng khá là dao động. Một năm nó có thể từ khoảng 3-40 man một năm cho đến khoảng hơn 100 man một năm. Có một số những cái trường tư rất là nổi tiếng, ví dụ như là hệ thống trường tư của trường đại học Keio hay là hệ thống trường tư của trường đại học Waseda, là những cái hệ thống trường tư mà từ xưa đến giờ đã rất là nổi tiếng rồi. Nếu mà bạn cho con học một cái trường tư mà nó đã có hệ thống lên thẳng đại học từ mẫu giáo đến đại học, ví dụ như hệ thống trường tư của Keio hay là Waseda, thì con bạn chỉ cần vào được mẫu giáo hoặc là vào được cấp 1 ở cái trường đó thì sẽ được lên thẳng đại học luôn mà không cần phải thi hay là gì cả. Đây cũng là một điều là ưu điểm cũng là nhược điểm. Ưu điểm đó là con bạn sẽ có thể lên thẳng đại học ở một cái level nào đó mà không cần phải thi, không cần áp lực gì cả. Có một cái nhược điểm đó là vì là con bạn không phải thi, không phải gì cả, cho nên là thường là sẽ có một số con em nhà giàu mà kiểu vào học trường tư xong chả học gì, xong cứ lên thẳng đại học, xong kiểu gọi là người ta gọi là kiểu như là hơi ngố ấy, vào đại học rồi mà cứ ngố ngố ấy, nhà giàu mà ngố ngố ấy. Thì cũng sẽ có những cái trường hợp mà học trường tư như vậy.
Tuy nhiên ý, là nhìn chung thì cái chất lượng giáo dục của trường tư được đánh giá cao hơn trường công các bạn ạ. Vì thế cho nên khá là nhiều ông bố bà mẹ người Việt Nam đang sống ở Nhật cũng cân nhắc cho con vào trường tư. Tuy nhiên còn một cái nhược điểm cuối cùng nữa mà Hoa nói, đó là trường tư ý, thì nó cũng không phải là quá nhiều. Và đặc biệt là những cái trường tư mà là trường tư điểm ý, mà nó giỏi ý, thì cũng không phải là quá nhiều. Vì vậy cho nên là cũng phát sinh cái thời gian chi phí đi lại cho các gia đình. Vì vậy cho nên là các bạn cứ tưởng tượng rằng là học trường công ý, thì sẽ đi lại rất là dễ dàng. Còn học trường tư hoặc là trường quốc lập ý, thì sẽ cũng gặp khó khăn và phải suy nghĩ về chuyện đi lại các bạn nhé. Cuối cùng Hoa sẽ nói về trường quốc tế Interschool. Trường quốc tế là những trường mà nó có yếu tố quốc tế. Nó là do một cái tổ chức có thể là của bên người Nhật, cũng có thể là người nước ngoài, nhưng mà lập theo một cái chuẩn quốc tế. Trường quốc tế ở Nhật thì cũng khá là nhiều, và ở Tokyo thì Hoa nghĩ là nhiều nhất. Thì trường quốc tế có những ưu điểm như sau. Thứ nhất, đó là cái nền giáo dục nó rất là global, nó rất là quốc tế. Nó không mang đậm cái chất giáo dục của Nhật Bản, vì thế cho nên nó phù hợp với những cái người mà ví dụ là người nước ngoài, là người muốn dùng tiếng Anh, là người mà không xác định gắn bó với Nhật Bản, là người mà ví dụ như là từ nước ngoài chuyển sang, từ Việt Nam chuyển sang mà con đang nói tiếng Anh chẳng hạn, thì sẽ rất là dễ hòa nhập với cái môi trường học trường quốc tế. Cái ưu điểm thứ hai đó là cái giáo trình của trường quốc tế thường là những cái giáo trình uy tín, chuẩn quốc tế, ví dụ như là giáo trình của những cái trường như là Cambridge, hoặc là những cái giáo trình về IB, những cái giáo trình mà chuẩn mà được công nhận và được rất là nhiều các trường đại học trên toàn thế giới công nhận cái giáo trình từ mẫu giáo đến cấp 1, cấp 2, cấp 3. Cái thứ ba nữa là giáo viên của trường quốc tế thường là những người rất là giỏi, không những giỏi về ngoại ngữ, về tiếng Anh, mà còn giỏi về những cái môn ví dụ như là nghệ thuật này, rồi âm nhạc này, hay là một số những cái lĩnh vực khác. Thêm một ưu điểm nữa của trường quốc tế đó là không phải là con bạn học trường quốc tế thì chỉ biết mỗi tiếng Anh đâu, mà trường quốc tế còn đào tạo cả tiếng Nhật, đào tạo tiếng Trung và một số những cái tiếng khác như là ngôn ngữ thứ hai và thứ ba. Vì vậy cho nên nếu mà con bạn học trường quốc tế thì rõ ràng là sẽ nói được cả tiếng Anh và tiếng Nhật, hầu như là thế, chứ không phải là chỉ biết mỗi tiếng Anh đâu các bạn nhé. Cuối cùng có một cái ưu điểm và đặc biệt ưu việt của trường quốc tế mà Hoa cảm thấy rất là hấp dẫn, đó là có một số những cái trường quốc tế xịn, chuẩn, trường quốc tế trường điểm ý, thì là một cái môi trường giáo dục cực kỳ tuyệt vời, có được cái tinh hoa của giáo dục Nhật Bản mà còn mang được cái tinh hoa của những cái giáo dục phương Tây, của Mỹ, của Anh vào. Và khi mà vào được những cái trường quốc tế này thì con bạn có thể dễ dàng lên cấp 1, cấp 2, cấp 3 và có thể vào những cái trường đại học nổi tiếng trên thế giới, ví dụ như là Cambridge, ví dụ như là Stanford, hay là những cái trường hàng đầu trên thế giới khác. Trường quốc tế có rất là nhiều ưu điểm, tuy nhiên cũng có rất là nhiều nhược điểm, và nhược điểm đầu tiên phải kể đến đó là học phí rất là cao. So với những cái trường tư khác thì trường quốc tế thường có cái học phí cao gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp nhiều lần trường tư. Vì thế cho nên là so với trường công hay là trường quốc lập thì hầu như là không tưởng. Học phí của một cái trường quốc tế ở Tokyo bình thường thì nó sẽ dao động khoảng từ 250 man đến khoảng 400-500 man một năm. Thường là học phí thì nó có thể là thường 250 man, 350 man, nhưng mà những cái phụ phí khi mà học trường quốc tế cũng rất là nhiều. Ví dụ như là phí đồng phục này, phí tham gia các hoạt động ngoại khóa này, và đặc biệt nữa là có một cái phí mà thường là khó nhìn thấy được nếu như bạn không để ý, đó là cái phí về donation, nghĩa là kiểu như là phải đi các cái hoạt động, tham gia các hoạt động tình nguyện ấy. Các trường quốc tế thường là nó sẽ tổ chức rất là nhiều những cái hoạt động ngoại khóa, và đặc biệt là hoạt động tình nguyện. Trong cái hoạt động tình nguyện này sẽ có những cái sự kiện mà phụ huynh của học sinh phải tình nguyện cho trường hoặc tình nguyện cho một cái tổ chức nào đó, mà nếu mà đã tham gia rồi mà không tình nguyện thì cũng rất là hiếm. Cho nên là nhiều phụ huynh cũng phản ánh rằng là cái chi phí khác ngoài học phí cũng rất là cao. Vì thế đây là một cái chi phí khá là đắt đỏ mà ít phụ huynh có thể chi trả được. Cái nhược điểm thứ hai mà Hoa nói ở đây đó là trường quốc tế vào cũng khá là khó khăn. Nếu mà bạn tắc nghẽn một cái trường quốc tế mới thành lập nhỏ thì cũng không phải quá khó khăn. Nhưng mà nếu mà bạn muốn vào những cái trường quốc tế mà được coi là trường quốc tế tốt, trường điểm, thì cái kỳ thi đầu vào khá là khó khăn, và Hoa đánh giá đây là những cái trường mà có kỳ thi đầu vào khó nhất, khó hơn cả trường công hay là khó hơn cả trường tư. Vì là như vậy cho nên là đây cũng là một cái điều mà không phải ai cũng muốn vào, muốn có tiền cho con vào là có thể vào được ngay. Cái khó khăn thứ ba và cái ưu nhược điểm thứ ba của trường quốc tế đó là nó cũng hạn chế số lượng. Vì vậy cho nên là bạn sẽ có thể cũng phải chuyển nhà này, có phải đưa con đi học khá là xa để vào trường quốc tế. Và cái hạn chế thứ tư đó là trường quốc tế thì thường nó nhỏ.
quy mô nhỏ hơn các cái trường khác của Nhật và số lượng học sinh cũng ít hơn. Vì vậy cho nên là con bạn sẽ có một cái tập thể nó nhỏ hơn. Và nếu như bạn thích cho con giao lưu trong một cái tập thể lớn, sống trong một cái tập thể hòa đồng lớn hơn, thì Hoa nghĩ rằng trường quốc tế không phải là tốt. Bởi vì là mỗi cái trường quốc tế ấy, thì như Hoa đã đi tìm hiểu, thì một cái năm học của nó, một cái gạc cơ nên của nó thì thường chỉ có từ 1 đến 2 đến 3 lớp thôi. Vì vậy cho nên là một lớp thì tầm khoảng 20-30 người, chỉ 20 người thôi. Thành ra là một năm học chỉ có từ khoảng 40 cho đến 60 trẻ thôi. Vì thế cho nên nó không nhiều như những cái trường khác. Còn một nhược điểm cuối cùng nữa của trường quốc tế, đó là nếu mà con bạn học trường quốc tế thì rõ ràng là tiếng Nhật tất nhiên là biết, nhưng mà sẽ không giỏi bằng tiếng Nhật của các cái bạn khác học ở trường tư, trường công hay là trường chuẩn quốc gia của Nhật. Vì vậy cho nên là cái con đường mà các bạn ý chọn đại học ở Nhật thì nó sẽ hạn chế hơn những cái bên khác. Một số những cái trường quốc tế điểm thì con bạn có thể hoàn toàn vào được Todai, vào được Kyodai, vào được những cái trường đại học ở Nhật rất là nổi tiếng, hoặc là ra những cái đại học của phương Tây. Tuy nhiên nếu mà con bạn không đạt được cái trình đó thì cái việc lựa chọn các trường đại học ở Nhật thì cũng sẽ hạn chế, mà thường nó sẽ vào những cái trường mà họ hoan nghênh, có những cái khoa tiếng Anh hoan nghênh những cái học sinh quốc tế. Như Hoa vừa phân tích ở trên thì ở Nhật có 4 loại trường tiểu học, và mỗi trường tiểu học thì đều có những cái ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Hoa nghĩ rằng việc tìm hiểu cái ưu điểm và nhược điểm của tất cả các kiểu trường này sẽ giúp cho các bậc cha mẹ có được cái quyết định đúng đắn và hướng con mình theo cái chuẩn mà mình mong muốn. Bản thân Hoa thì Hoa đang cân nhắc về việc cho con mình học ở trường quốc tế hoặc là cho con mình học ở trường chuẩn quốc gia, Kukuritsu Shogakko. Nghĩa là Hoa cũng cân nhắc cho con mình vào một cái môi trường mà có sự chọn lọc, có sự lựa chọn, cho con mình có một cái môi trường mà ở đó bạn bè cũng có những cái thiên hướng và có những người để con có thể học hỏi. Tuy nhiên nếu như mà bé đi thi mà bé không vào được trường đó vì là chưa đạt được cái điều kiện của trường, chưa đủ chuẩn hoặc là chưa phù hợp chẳng hạn, thì Hoa hoàn toàn thấy rằng là có thể cho con mình vào trường công nhưng mà vẫn hoàn toàn yên tâm. Lý do là sao các bạn? Hoa nghĩ rằng như thế này, không nên bắt ép trẻ vào một cái môi trường mà nó quá sức của đứa trẻ đó. Ví dụ như là Hoa cho con mình vào học trường quốc tế nhưng mà chỉ với khoảng 80% sức lực của con thôi là con đã vào được rồi thì mới tốt. Còn nếu mà con đã cố 120% sức lực mới vào được trường ấy thì cái sự cố gắng đó nó chỉ là tạm thời thôi. Vì vậy cho nên khi mà con vào trường mà con đội sổ, con bét nhất, con học dốt nhất cái trường đó thì đấy sẽ đổ áp lực cho con, và việc đó sẽ ảnh hưởng đến sự tự tin của trẻ. Chính vì vậy cho nên gia đình Hoa cũng đã có rất là nhiều sự cân nhắc làm thế nào để cho con vào học một cái môi trường mà trẻ có thể dễ dàng có được sự tự tin. Nếu như con bạn không giỏi lắm ý, hãy cho con vào trường công để cho bé có thể trở thành giỏi nhất trong cái trường đó, để cho bé có thể có cái sự tự tin. Còn nếu mà con bạn không giỏi lắm mà lại nhét con vào một cái môi trường đầy gà chọi hoặc là các bé rất là giỏi ý, thì con sẽ đội sổ và con sẽ không có tự tin. Đấy. Tuy nhiên nếu như mà bạn cho con vào một cái trường mà nó đủ, gọi là đủ hấp dẫn này, đủ khó này, đủ khó vừa phải, thì nó sẽ tôi luyện được cho con của bạn cái khả năng học hỏi này, học hỏi người khác, và cũng có thể có tự tin từ cái môi trường đó. Không có một cái đáp án nào là đúng cả. Vì thế cho nên là Hoa cũng tự tìm hiểu, tự suy nghĩ, tự quan sát con của mình để tìm cho con một cái môi trường tốt nhất. Tuy nhiên có một cái kết quả như thế nào, con vào trường nào và thích vào trường nào, thì Hoa nghĩ rằng sẽ phải có một cái sự quan sát, và bạn phải gọi là hài lòng với những gì mà con bạn nó đang thể hiện, và phải tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của con bạn. Xin chào tất cả các bạn, và hãy tiếp tục theo dõi Hoa bằng cách subscribe kênh của Hoa nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hãy comment và đăng ký kênh để xem video của Hoa vào mỗi tối thứ bảy nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.